hay mua cho bà tiếp à nè. Con tính đâu bà thấy con mà mời con. Bữa nay thấy bà số 14 ha. 14 với số mấy ta? 14 với 82. 14 với 82. Sáng giờ bà bán được mấy vé rồi bà? À, bán còn cũng hai số nhưng mà không có số 57. Đây tới chịu hết không bà? À, trời ha. À, giờ tiếp bà 2 tấm đi. 4 82 đây. 1 và 1 tấm 2 1 và 1 tấm 2 282. Rồi con tiếp bà 2882 y cũ. Rồi con gửi lại bà. Để chuyện cho bà. Một tay con quay rồi. Để bà nhìn không ra con sao? Không. Con bịch khẩu trang bịch bụng. 82. 82 bữa nay Đài Bạc Liêu hả bà? Ừ. Bà không có bán Đài Phụ hả bà? Không có bán Đài Phụ. Dạ. Rồi bà bán mau hết nha bà. Dạ. Wow, bà cụ ngày nào cũng đi bán vậy đó. Năm nay bà mấy mươi rồi bà? 79 rồi. 79, 80 rồi. Thương chưa? Qua lộ qua quán cơm mà bán đó thấy chưa, tội lắm. Hồi thời còn làm ở bên cơ quan cũ ngày nào cũng mua tiếp cho bà, nếu bà gặp ngay mình là bà mời, tội lắm. Giờ này quán cơm tan hết rồi.